Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh âm thanh bãi HD. Video này thì cửa hàng lại tiếp tục và những cái mã IT18F nhé. trong cái model của CIF đấy thì cái mã IT18F hay mã TA18F thì cái model đợt này về cho anh em là model rất là đẹp và đời cao hơn nhé. Dòng này thì cũng được sử dụng cho anh em là 32 sò, trong đó có 16 sò sắt và 16 sò than. Hiện tại thì cửa hàng về được một lô này đẹp thì bỏ ra vài chiếc quay cho anh em nhé. Anh em nào cần những cái mẫu đẩy xóa sắt, đặc biệt là khi anh em đi làm sự kiện dùng những con này rất là ok, và anh em chơi gia đình thì ở những cái phân khúc này thì anh em thấy là hàng đẹp này, chúng ta chơi những cái dòng này nó rất là bền, và thậm chí là nhiều anh em khi mua hàng của cửa hàng vài năm về trước và những chiếc đẩy này bây giờ nó vẫn còn rất là chất và nó cái độ bền còn rất là cao, đặc biệt là tiếng xóa sắt thì đánh nó không gian nó rộng hơn và khi anh em chơi lâu hơn, tại vì là khi anh em làm sâu ấy thấp nhất nó phải 5 tiếng trở lên đấy. Mà khi chúng ta dùng những chiếc cục đẩy mà nó đánh ở trong thời gian lâu thì nó sẽ bị nóng máy và cái tiếng chất nhạc bản chất của nhạc của nó sẽ bị lạc đi, thậm chí là sẽ bị méo tiếng. Thế nên vì vậy là anh em khi sử dụng để chơi những cái không gian để đánh được 4 quả loa bắt 30 hay là 4 quả loa bắt 40 thì anh em sử dụng con này đánh vô tư luôn. Hàng thì bên cửa hàng sẽ bao zin bao đẹp cho anh em. Tất cả những cái sản phẩm là khi quay cho anh em là đều thông báo rõ nguồn gốc xuất xứ, cũng như là sẽ giới thiệu chi tiết nội thất ruột gan cũng như là test cho anh em một đoạn nhạc nhé. Thì anh em đăng ký kênh nhé, đăng ký kênh thì rất là nhiều các mẫu thiết bị âm thanh để lên cập nhật cho anh em. Con này thì nó là thương hiệu của CIS, trong cái thương hiệu của CIS thì nó sẽ có hai cái model là WT và CIS nhé. Cái mã WT này thì nó sẽ đời nó cao hơn một chút và linh kiện nó đẹp hơn. Đấy, và bản chất của nó thì là đúng là cái dòng CIS của nó thì cực kỳ là nổi tiếng. Anh em đã biết là khi chúng ta đồng bộ những cái dòng thương hiệu lớn như súp này, loa này, vang này, đẩy này thì nó đồng bộ thì chắc chắn là sẽ hay rồi. Tại vì là khi họ thiết kế trong một công ty thì chắc chắn là những cái thiết bị đồng bộ nó sẽ phải là hay nhất rồi. Đấy. Và khi anh em phối ghép những con này thì đánh bản chất nhạc của nó cực kỳ là sáng nhá. Tại vì sao? Tại vì cái xó sắt của nó tiếng rất là sáng, phóng xa, và đặc biệt là những cái giải bù áp và xó than thì cái giải trung và giải bát nó sẽ gọn và nó sẽ bát sâu hơn. Hình thức thì đẹp tuyển chọn cho các bác đây. Đấy, các bác nhìn này. Nó đẩy vãi thì cũng rất là nhiều. Có mã đẩy vãi thì bên cửa hàng cũng đã nhấn mạnh với các bác rồi. Chúng ta khi bỏ tiền ra thì đúng là có những cái sản phẩm thì xứng đáng với đồng tiền. Có những cái sản phẩm thì cái anh em mua thì đổi lại giá trị của nó thì không được như vậy. Anh em đây là cái mặt cửa hàng đặt cho anh em nhé. Rất là sang trọng luôn. Đây là mặt nằm ngang. Khi anh em đặt các thiết bị karaoke thì anh em sẽ đặt như này. Con này nó có quai sách nhé. Quai sách. Anh em thấy là linh kiện ngọn này thì quá là chất rồi. Đấy. Anh em nhìn này, CIF. Đấy. Tụ nhá, cái này là tụ, nhiều anh em hỏi tụ đâu. Tụ nó sẽ quay phía dưới nhá anh em nhá, tụ quay phía dưới. 8 tụ lồng nguồn và tụ của CIF nó làm cực đỉnh luôn. Tại sao mà dùng xe những chiếc đẩy xò sắt hãng xịn thì anh em biết là cái tụ của nó hầu như là không lỗi. Không bao giờ lỗi. Tụ rất là bền và đẳng cấp, và khi quay cái này thì nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều. Đấy. Và phần xuất của nó, chiếc thiết bị thì nó sẽ có nguồn, phần lọc nguồn và phần xuất. Phần xuất con này thì quá đỉnh rồi. Linh kiện thì chi chít. Sò đều là sò sắt hết nhá. Sò sắt hết này. Đấy. Bên trên và bên dưới nhá. Nhiều anh em thì không biết, nó cả bên dưới nữa này. Bên trên như thế nào thì bên dưới như vậy. Anh em nhìn nó có hai tầng vỉ này. Đấy, hai tầng vỉ giống nhau y đúc luôn. Đó là hai kênh nhá. Đó là hai kênh quạt gió con này cực êm. Hai quạt gió. Hàng cực kỳ chất cho anh em. Và những cái lô hàng này thì anh em đánh giá rất là tốt, tại vì là nó đẹp quá. Nó đẹp và anh em sử dụng, khi chúng ta sử dụng cho không gian nó rộng mà anh em muốn đánh mua karaoke thì anh em mua không muốn thay đổi nhé. Chỉ trừ khi là chúng ta mua được hàng nó không ngơ ngí thì phải thay đổi thôi. Chứ thường ra là mua là không muốn thay đổi. Những sản phẩm USA này. Đấy, anh em thấy nhá. Hàng này thì nhà máy CIF nó sẽ đặt ở Trung Quốc nhé. Có nhà máy đặt ở Trung Quốc rồi. Ngay cả loa súp CIF hay là JBL ở giờ cũng có nhà máy đặt Trung Quốc nghe nhầm nhé. Những cái hàng mới bây giờ đấy. Còn những hàng đời sâu thì nó sẽ là nội địa. Còn đa số bây giờ nó sẽ có nhà máy ở Trung Quốc hết. Thì giá thành con này sẽ là 6 triệu anh em nhé. Giá cực kỳ là tốt với một con đẩy. Nếu anh em bỏ ra một con đẩy DKLA, DK King, sò than, LA tận 600 bây giờ nó rơi vào khoảng từ 5 triệu đến 5 triệu rưỡi. Nhưng mà những con đấy thì so với con này nó ăn đất luôn nhé. Chi tiết thông tin mua hàng anh em có thể alo trực tiếp tới số máy là 0396 855 899.